Các bạn thân mến, trong video này, Đức Huy Lê Challenge sẽ hướng dẫn các bạn cách chụp ảnh màn hình máy tính. Ví dụ, ta cần chụp để cắt lấy bức ảnh này, ta sẽ làm như sau. Thứ nhất, các bạn kích vào nút Start, sau đó kích vào Program và chọn phần Windows Accessory. Trong Windows Accessory, các bạn kích chạy ứng dụng Sleeping Tool. Đây. Khi ứng dụng bắt đầu chạy thì các bạn kích vào nút New. Khi kích nút New thì màn hình máy tính sẽ bị mờ đi. Bây giờ ta sẽ kéo thành một hình chữ nhật chứa cái vùng ảnh mà ta muốn cắt. Trong quá trình kéo thì các bạn giữ chuột. Sau khi kéo xong thì các bạn thả chuột thì lập tức cái bức ảnh của chúng ta sẽ được lưu vào trong Sleeping Tool. Đây. Để lưu file ảnh, các bạn chỉ cần kích vào nút Save này. Sau đó chọn thư mục chứa file ảnh và ghi tên file ảnh của chúng ta. Ở đây tôi ghi là H1, sau đó kích nút Save để lưu ảnh. Như vậy là ta đã chụp cách thứ nhất thành công. Cách thứ hai, các bạn nhấn phím Print Screen trên bàn phím. Đối với laptop thì các bạn nhấn thêm phím FL. Tiếp theo các bạn kích nút Start và chọn Program. Sau đó chọn Windows Accessory và kích chạy ứng dụng Paint. Sau khi Paint chạy thì các bạn nhấn đồng thời hai phím Ctrl và V. Sau đó ta sẽ kích vào ô vuông này và ta sẽ chọn cái vùng ảnh mà ta muốn cắt. Đây. Sau đó kích chuột phải và chọn cắt. Kích menu File, chọn New, Don't Save vào. Sau đó ta nhấn đồng thời hai phím Ctrl và V để dán bức ảnh vào. Sau đó kích nút New, chọn thư mục lưu và đổi tên file của chúng ta. Đấy, tôi sẽ chọn là H2. Sau đó kích nút Save để lưu ảnh. Như vậy ta đã có hai cách để chụp ảnh màn hình máy tính. Hai cách này thì thao tác trên Win 7 và Win XP thì như nhau. Với Win 8, nếu như các bạn chưa cài ứng dụng Start Menu thì các bạn làm như sau. Các bạn kích và giữ chuột ở góc trái phía trên màn hình desktop. Sau đó các bạn kích vào nút Start đây. Cửa sổ xuất hiện thì các bạn kích vào mũi tên này. Và ở đây sẽ liệt kê danh sách các ứng dụng của chúng ta. Các bạn lăn chuột ở giữa đến cuối này. Và ta sẽ quan sát thấy hai ứng dụng là Sleeping Tool và Paint ở đây. Và các bạn chỉ việc kích các ứng dụng này và chạy và làm như hướng dẫn trước đây. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong về cách chụp ảnh màn hình máy tính. Đề nghị các bạn kích nút đăng ký dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Challenge. Xin chân thành cảm ơn.